Phùng Ngọc Huy nói rõ lý do chưa thể đưa con gái làm việc trở về Mỹ. Anh nói rằng sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam vào tháng 10. Sau đó trong dịp Tết Nguyên đán 2024, anh sẽ đón Tết ở quê hương và ở bên con gái La Vi của mình. Mới đây, Phùng Ngọc Huy cho biết quá trình đưa bé La Vi, con gái của anh với Mai Phương đang được hoàn tất mọi giấy tờ, thủ tục. Đang chờ làm giấy tờ quý vị, từ từ nha, này là phải theo số thứ tự, làm hồ sơ rồi mới phỏng vấn, sau đó mới qua được. Nói chung là phải có thời gian, hấp tấp hay nhanh quá cũng không được, phải theo thứ tự, Phùng Ngọc Huy cho hay. Anh nói rằng sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam vào tháng 10. Sau đó trong dịp Tết Nguyên đán 2024, anh sẽ đón Tết ở quê hương và ở bên con gái La Vi của mình. Tháng 10, Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam, sau đó Tết ta lại về nữa. Năm nay có thể ăn Tết tại Việt Nam. Cũng 8 năm rồi không ăn Tết ở Việt Nam. Đợt này có thể đón Tết Việt Nam chắc sẽ vui lắm, Phùng Ngọc Huy công khai về kế hoạch đã được lên lịch. Sau khi trở về Việt Nam, Phùng Ngọc Huy liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái. Phùng Ngọc Huy cho biết, dù suốt nhiều năm qua, anh và con gái vẫn nói chuyện mỗi ngày qua điện thoại. Nhưng lần này trở về, anh không tránh khỏi hồi hộp. Anh lo lắng phản ứng của La Vi trong chặng đường sắp tới có cha bên cạnh. Phùng Ngọc Huy chia sẻ về mối quan hệ giữa hai cha con dù không được ở gần nhau. Tôi sống ở Việt Nam tới khi La Vi được hơn 1 tuổi mới đi nước ngoài, nên cũng có hơn 1 năm được gần gũi con. Tôi còn tổ chức tiệc thôi nô cho con, rồi vài tháng sau mới đi. Trong thời gian ở nước ngoài, tôi vẫn kết nối với con, nhưng chỉ gọi được vào cuối tuần. Vì lệch múi giờ, nên tầm 5 giờ chiều khi con gái đi học về, thì bên Mỹ là 4 giờ sáng, không thể gọi được. Tôi chỉ đợi đến cuối tuần, khi bé La Vi không đi học mới gọi được. Tôi gọi điện bên này 11 giờ đêm, thì bên Việt Nam là 12 giờ trưa. Những lúc gọi điện về, tôi thường hỏi han tâm sự cùng con, hỏi xem con học hành, ăn uống, chơi với bạn bè ra sao. Trên FaceTime có cả phần chơi game chung hai người, nên tôi và con thường chơi game cùng nhau. Lúc tôi chuẩn bị về Việt Nam, gia đình bạn bè tôi ai cũng mừng. Tôi gọi điện, ba má khóc quá trời. Khi ấy, tôi háo hức lắm vì sắp được gặp lại con gái sau 8 năm. Bé La Vi thì còn nhỏ, nên lúc nghe tin ba về Việt Nam cũng chưa bộc lộ nhiều cảm xúc. Có lẽ do con không ở với tôi mà ở với hai cô bảo mẫu. Lúc tôi bảo con qua nhà ông bà nội chơi, con bảo có mang hai cô bảo mẫu qua cùng được không. Nhân đây tôi cảm ơn hai cô bảo mẫu của bé La Vi vì đã lo lắng chăm sóc con gái tôi, chở bé đi học, cho đi du lịch, tham gia nhiều hoạt động. Lần về Việt Nam vừa rồi cũng là lần đầu tiên sau 8 năm tôi xa quê, tôi mừng và hạnh phúc lắm. No!